Tính đến tháng 11 năm 2020, PS4 đã có cho nó doanh số bán ra hơn 115 triệu bản máy trên toàn cầu, đứng thứ 2 trong danh sách gaming console bán chạy nhất, chỉ xếp sau chiếc PS2 mà thôi. Video ngày hôm nay thì hãy cùng mình tìm hiểu xem những lý do nào đã góp phần giúp PS4 trở nên thành công đến như vậy. Mặc dù cho PS5 nó đã ra mắt được một năm rồi, thế nhưng mà mình vẫn không thể phủ nhận cái độ hot của PS4 tại thời điểm hiện tại. Ok, chúng ta cùng bắt đầu video thôi nhé. Thiết kế dáng máy chắc hẳn sẽ góp phần không nhỏ cho sự thành công của một hệ máy rồi. Mình luôn liên tuyên với các bạn về bề ngoài của PS5 nó đẹp đẽ ra sao, mà quên mất rằng chúng ta cũng đang có một chiếc máy PS4 với thiết kế không kém phần tinh tế. PS4 tuy chỉ là một cỗ máy hình chữ nhật mà thôi, thế nhưng mà đã được PlayStation điều chỉnh, giúp cho máy không bị nhàm chán về mặt hình thức. Ở PS4 thì dáng máy có hình chữ nhật khá cứng nhắc với hai phần máy, một nửa bề mặt là chất liệu bóng, nửa còn lại là chất liệu nhám. Sau đó 3 năm thì hãng cũng cho ra mắt bản PS4 Slim với dáng máy nhỏ hơn phiên bản đầu tiên 40%. Vẫn giữ kiểu dáng hai tầng máy, thế nhưng mà lần này hãng đã thay đổi một chút. Bo tròn góc cạnh của nó hơn, cộng thêm bề mặt trên là chất đen nhám, khiến cho rất nhiều game thủ thích thú. Ra mắt cùng thời điểm với bản Slim, PS4 Pro là chiếc máy mình cho là hoàn thiện nhất, với thiết kế 3 tầng máy đem lại cho người nhìn cảm giác mạnh mẽ, chắc chắn. Kích thước to hơn bản Slim 20% và may mắn thay là hãng vẫn giữ nguyên các góc cạnh bo tròn cùng chất liệu nhựa nhám đen cực kỳ hợp mắt người nhìn. Phải nói giao diện người dùng là một trong những điểm mình cực kỳ thích ở PlayStation, cụ thể là cả PS4 lẫn PS5 luôn. Thay vì những cái khung hình vuông vức như ở phía Xbox One thì PS4 có một cái background mềm mại hơn, chuyển động nhẹ nhàng giúp cho người dùng nhìn vào cũng có cảm giác dễ chịu. Rồi trên khung giao diện này chúng ta cũng có những cái mục như là vào PlayStation Store nè, hay là xem tin tức của PlayStation, vân vân. Đẩy cần lên phía trên thì sẽ là taskbar với những cái lựa chọn cài đặt cá nhân hơn. Nói chung là giao diện của PlayStation nó khá là cuốn mắt người xem và mọi thứ đều hoạt động trơn tru, nên là khi sử dụng chúng ta lại có một cái cảm giác tương lai hơn. PS Plus là một trong những dịch vụ của PlayStation mà mình thấy là nó vô cùng có lợi cho những bạn nào sở hữu, và đây cũng là một trong các yếu tố làm nên thành công của chiếc console PS4. Cái lợi trước mắt mà mình thấy được chính là việc mỗi tháng bạn sẽ được nhận game miễn phí từ dịch vụ này để có thể trải nghiệm đa dạng thể loại hơn mà chỉ tốn một lần thanh toán duy nhất mà thôi. Mặc dù so với dịch vụ Xbox Game Pass của hiện tại thì PS Plus nó có phần yếu thế hơn một chút, thế nhưng mà PlayStation họ đã cố gắng rất nhiều để cải thiện bằng việc cung cấp cho người dùng những cái tựa game độc quyền cực kỳ hấp dẫn trong gói PS Plus. Chính nhờ vậy mà càng lúc cái dịch vụ này nó càng thu hút được nhiều sự quan tâm hơn từ phía game thủ. Và mỗi tháng thì bọn mình cũng sẽ cập nhật list game free của PS Plus để các bạn có thể tham khảo thêm đâu là những tựa game phù hợp với bạn. Nên là bạn hãy tham gia hội PS5 Việt Nam để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất nha. Mình sẽ để link group ở bên dưới phần mô tả. PS4 có lẽ sẽ không bán chạy đến như vậy nếu như DualShock 4 không thay đổi để phù hợp hơn với nhu cầu của người dùng. So với tay cầm của đời PS3 thì DualShock 4 đã có nhiều cải thiện hơn ngoài mặt thiết kế. PlayStation họ đã tiếp thu rất tốt những góp ý của người dùng để cải thiện chiếc tay cầm này tiện lợi hơn. Mà dễ thấy nhất đó chính là DualShock 4 có cổng kết nối tai nghe, có loa tích hợp cũng như là những cái cải thiện về nút bấm để chúng ta có thể thao tác trong game được mượt mà hơn. DualShock 4 cũng cho mình cảm giác cầm êm tay, không bị cứng nhắc, nên là chúng ta sẽ thoải mái nếu như trải nghiệm chơi game trong một khoảng thời gian dài. Phải nói là quyết định thay đổi cũng như là nâng cấp từ tay DualShock 3 lên DualShock 4 là một quyết định rất sáng suốt của PlayStation, và ít nhiều gì mình nghĩ là nó cũng ảnh hưởng đến doanh số bán máy của họ đó chứ. Nếu như bạn để ý những video mà mình làm thì mình rất ít nói về giá của một sản phẩm nào đó. Thế nhưng mà mình không thể phủ nhận cái việc PS4 thành công và có lượng máy bán chạy nhiều như vậy, một phần lớn là do yếu tố giá cả. Quay trở về lúc PS4 vừa được công bố thì cùng thời điểm đó chúng ta cũng chào đón sự ra đời của Xbox One. Lúc này thì Microsoft công bố giá máy Xbox One là $499, có bán kèm theo Kinect.
Con Beats 4 thì chỉ là 399 đô mà thôi và không kèm theo bất kỳ thiết bị ngoại vi nào cả. Một sự thật đau lòng đó chính là không mấy ai hào hứng về chiếc Kinect vì đây đơn giản là một cái thiết bị ngoại vi thôi, không có nó thì chúng ta vẫn có thể chơi được những cái tựa game thông thường khác. Vậy nên việc chi trả thêm 100 đô để có thêm Kinect mà không biết là mình có sử dụng hay không cũng làm cho rất nhiều người phải đắn đo suy nghĩ. Sau đó thì người ta lại nhìn qua Beats 4, chỉ có 399 đô mà thôi mà bạn đã có thể chơi được những cái tựa game thông dụng bằng tay cầm rồi. Còn nếu thích thì sau này bạn có thể mua riêng một cái PlayStation Camera cho Beats 4 để chơi những cái tựa game cần đến thiết bị ngoại vi này. Chính điểm này đã giúp cho Beats 4 đánh bại đối thủ của mình và giành được sự chú ý ở trong cộng đồng gamer hơn. Điều quan trọng nhất mình luôn giữ lại cuối cùng đó chính là yếu tố về game. Phải nói là ở Beats 4 hãng đã rất thành công về mặt này, đặc biệt là các tựa game độc quyền. Beats 4 còn là nơi mà các tựa game indie được dịp tiếp cận đến đông đảo game thủ hơn, thay vì trước đó những cái tựa game này chỉ xuất hiện ở trên PC mà thôi. Những cái tên như Divekick, Hotline Miami, Alas hay Don't Stop đã có giây phút phát biểu cực kỳ quan trọng trong kỳ E3 năm 2013. PlayStation họ không bỏ rơi game indie vì họ biết rằng cộng đồng game thủ indie đang phát triển lớn mạnh và đây sẽ là miếng bánh ngon dành cho họ. Quan trọng hơn hết chính là những cái tựa game độc quyền của PlayStation. Thật ra thì mình cũng nhận được rất là nhiều bình luận trái chiều về những tựa game này, rằng nó đã bị overrated quá mức, không tốt như những gì kỳ vọng. Thế nhưng mà bản thân mình thật sự khâm phục PlayStation vì cho dù có bị chê như thế nào thì cũng đã có rất nhiều người mê đắm các tựa game độc quyền của họ. Mình cũng không thể nào không nhắc đến việc chơi VR ở trên PlayStation bởi vì họ đã biết cách tận dụng công nghệ này rất là tốt, khiến cho PS4 càng thêm phần hấp dẫn hơn. Hãng đã đầu tư vào kính thực tế ảo có tích hợp cả tai nghe trong đó để chúng ta có trải nghiệm tiện lợi hơn. Ngoài ra cũng phát triển thêm được nhiều tựa game tương thích với công nghệ này mà điển hình là game Iron Man VR để người chơi được hóa thân vào nhân vật chân thật hơn so với việc chơi thông qua màn hình mà thôi. Mình đã liệt kê được 6 điểm làm nên thành công của hệ máy PS4 kể từ khi nó được ra mắt. Các bạn có ý kiến nào khác thì có thể chia sẻ ở bên dưới phần bình luận để chúng ta cùng nhau tham khảo thêm nha. Mình chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe, nhất là ở trong giai đoạn này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye!